Suzuki Ciat là một trong những chiếc xe sedan nằm trong phân khúc xe đô thị hạng B cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như là Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda Civic và Mazda 2. Tuy vậy thì ở tại thị trường Việt Nam nó không thực sự được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Lý do thì chủ yếu đến từ cái phong cách thiết kế không được ưng mắt như các đối thủ. Tuy vậy thì nó cũng có rất nhiều những ưu điểm mà chúng ta cần phải đáng nhắc tới. Vậy Suzuki Ciat 2021 có những ưu và nhược điểm gì? Thì trong video clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Chào mừng đến với Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Với một phiên bản duy nhất được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan có mức giá bán là 529 triệu đồng. Tức là chiếc xe này nó đang có một cái mức giá bán xem với những phiên bản tiêu chuẩn của các đối thủ. Nếu như đa phần các mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng B đều theo đuổi một cái phong cách với phần đầu xe được làm chìm và dài, phần cabin xe được đặt xô khá nhiều về phần phía đuôi sau, thì các bạn sẽ thấy là Suzuki họ đem tới cho chúng ta một cái mẫu xe với tỷ lệ phần đầu và phần đuôi xe nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Phần cabin xe được đặt ngay ở vị trí trung tâm, khác hoàn toàn so với những mẫu xe còn lại trong phân khúc, và Suzuki họ gọi đó là một trong những cái thiết kế dành cho một chiếc xe thuần sedan. Thuần sedan tức là được thiết kế theo một cách đơn giản nhất để làm sao mà cái phần khoang cabin xe được tối ưu, đem tới cho người sử dụng một cái không gian rộng rãi nhất. Tuy nhiên nếu như mà đọc thông số kỹ thuật về kích thước tổng thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở của mẫu xe này thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không khác gì nhiều so với các đối thủ. Nhưng trên thực tế khi mà bước chân vào khoang cabin xe thì các bạn sẽ thấy nó thực sự rất rất rộng rãi. Còn nói về phần phong cách thiết kế thì tôi cho rằng là Suzuki Ciat sẽ rất khó có thể là chinh phục được những người trẻ ở tại thị trường Việt Nam. Vì đơn giản là các mẫu xe hiện nay ở trong phân khúc như là Hyundai Accent, Honda City đều rất mạnh ở khâu thiết kế. Tuy vậy thì đó chỉ là góc nhìn cá nhân của mình thôi. Còn lại các bạn thì sao? Hãy cho chúng tôi biết bằng phần comment ở phần phía bên dưới nhé. Nếu như để liệt kê những option được trang bị phía bên ngoài ngoại thất xe thì các bạn sẽ thấy rằng là mẫu xe đến từ thương hiệu Suzuki cũng không hề thua kém gì so với những đối thủ cả. Chúng ta sẽ vẫn có một cái phần cụm đèn chiếu sáng phía trước được sử dụng dạng projector tích hợp với giải đèn LED daylight chạy vào ban ngày. Ở phần thân xe thì Suzuki Ciat được trang bị một bộ la răng kích cỡ là 16 inch đa chấu, ngang bằng so với các đối thủ. Phần gương chiếu hậu có khả năng chỉnh gập điện, rồi phần tay nắm cửa cũng được tích hợp thêm cả chức năng mở cửa nhanh nữa. Phía đuôi sau thì Suzuki Ciat không có nhiều điểm nhấn về mặt công nghệ vì xe chỉ được trang bị phần chi tiết camera lùi, không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Phần cụm đèn hậu phía sau được sử dụng dạng halogen mà thôi, trong khi đó đa phần các đối thủ đã chuyển sang sử dụng dạng LED hết rồi. Công nghệ nổi bật của chiếc xe này nó đến từ phần chi tiết camera hành trình phía trước, cũng là một trong những tiện ích tôi cho rằng tạo ra được điểm nhấn so với các đối thủ. Nói về mức độ rộng rãi của chiếc xe này ở trong phân khúc hạng B thì tôi sẽ đánh giá Suzuki Ciat ở mức thang điểm 10. Ngồi vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chẳng khác nào chúng ta ngồi ở những cái mẫu xe hạng D và hạng E cả. Các bạn có thể thấy những hình ảnh bên trên màn hình ngay bây giờ thôi, chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian để chân phía trước rất rộng rãi, khoảng không trên đầu cũng vậy. Bên cạnh đó thì với một cái mặt sàn được làm khá phẳng, điều đó nó giúp cho các bạn có thể để chân ở vị trí giữa cũng cảm thấy tương đối thoải mái. Tuy vậy thì nếu như mẫu xe này được trang bị thêm phần cửa gió điều hòa ghế thứ hai thì tôi nghĩ rằng mẫu xe này sẽ tăng thêm được rất nhiều ưu điểm và lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Ngoài thế mạnh là không gian rộng rãi, tôi còn đánh giá cao cái tinh thần Otemonashi của người Nhật với những cái tiện ích rất là nhỏ thôi nhưng nó thể hiện một cái sự quan tâm tới khách hàng. Ví dụ như ở phía đằng sau chúng ta sẽ có những cái chỗ để chai nước rất lớn, rồi có bệ tỉ tay phía đằng sau, một cái phần chi tiết mà các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ vô cùng hữu ích khi mà chúng ta di chuyển ở những cái cung đường xa khoảng vài trăm cây số. Bước vào vị trí ghế lái của mẫu xe Suzuki Ciat thì các bạn sẽ thấy ở bên trên màn hình thôi, tôi có cả một cái chỗ để chân phía trước rất thoáng, phần đầu gối không bị kích một chút nào như là Hyundai Accent. Hai bên cột chữ A thì được làm rất là nhỏ, dễ dàng quan sát hai bên tay xe. Tuy vậy điểm thứ nhất mà tôi không thích trên chiếc xe này là cái phần mặt đồng hồ tablo phía trước ở đây. Nếu được làm bằng phẳng như là Suzuki XL7 thì nó sẽ đem tới cho chúng ta một cái tầm nhìn đỡ vướng víu hơn. Điểm thứ hai đó là cái phần gương chiếu hậu nó được làm hơi nhỏ, quan sát những xe phía sau khá là khó chịu. Còn nói về mặt thiết kế bên trong khoang cabin xe thì các bạn sẽ không có những cái thứ màu mè như Hyundai Accent và Honda City. Những thứ tôi cho rằng đơn giản nhất mà chiếc xe nào nằm trong phân khúc này cũng phải có. Ví dụ như là phần màn hình trung tâm giải trí được tăng kích cỡ lên 9 inch thay vì 7 inch trước đây. Rồi cái độ phân giải khá là cao, khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi 4G. Phía bên dưới được trang bị điều hòa tự động. Vô lăng xe thì được làm khá là to,
và rất là dễ kiểm soát. Tuy vậy thì tôi vẫn chưa thấy cái chức năng xét ra tốc độ ở đâu. Còn phần cụm đồng hồ Tableau thì cũng được sử dụng dạng analog thôi, chưa thể nâng cấp lên thành dạng điện tử được. Còn về phần trang bị an toàn thì Suzuki CS 2021 được trang bị ở mức cơ bản như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, camera trước và hai túi khí. Công nghệ an toàn nổi bật trên xe đó là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo khoảng cách với xe phía trước. Vừa rồi là đánh giá tổng quan chiếc xe Suzuki CS 2021. Hẹn các bạn ở một video khác, chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết về cảm giác vận hành của mẫu xe này. Xin được cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin chào và gặp lại.